đi giúp anh ơi. 3, 2, 1, go. Tới nữa rồi đó. Bữa giờ mà ai đang nghe nhạc hoặc coi phim ngon lành mà tự nhiên phải nghe Mai xin lỗi thì thôi bây giờ cho Mai xin lỗi một lần nữa đó nha. Không biết Tết nhất mọi người như thế nào, chứ còn Mai thì trộm vía ở nhà rảnh thì ghê luôn. Nhờ có những lúc rảnh như thế này nên mới có một chút xíu thời gian để ngồi edit lại những cái clip đi làm hồi 2022 nè. Nhìn lại 2022 thì quả thật là một năm trở lại thành công và rất là ngọt ngào đối với Mai. Đầy ắp những chiếc chóp rất là đáng yêu xinh xắn. Và nói về những chiếc chóp đáng yêu xinh xắn thì không thể nào không thể thiếu được chiếc chóp này, chiếc chóp tìm việc làm. Và chia sẻ một chút về cái chiếc chóp này thì mình nói thiệt với các bạn luôn, kinh nghiệm 10 năm đi làm nghề của mình chưa bao giờ thấy một cái show quảng cáo nào mà khách hàng không có chịu mình cười mấy bạn ơi. Mỗi lần mình cười tươi xong khách hàng kêu Mai ơi cho anh xin một suất nữa đi, Mai ơi làm một thách cho anh nữa đi. Mình cười hoài không được, cái hồi nữa mình diễn thêm cái nét gọi là chảnh chó đó mấy bạn. Thì mấy khách hàng yeah, đúng cái nét của Mai rồi này, anh thích. Còn một điều nữa mà Mai thích ở cái job này đó chính là sự nắm bắt cơ hội của khách hàng, tận dụng tối đa chất liệu thật của Mai, lồng ghép tinh vi quảng cáo đưa vào nhạc rap. Đây cũng là lần đầu Mai có job quảng cáo với vai trò là rapper. Mà trộm bí ghê lắm mọi người ơi, 10 triệu view rồi, thật là một con số đáng tự hào. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Mai suốt thời gian qua. Ước gì bài hát sau Mai ra cũng được nhiều view giống như vậy. Và đừng quên ấn follow kênh cho Mai ngô. Love you. Thank you.
bánh chào bạn. Đèn màu tám rồi chị ơi. Đúng rồi. Ê, chơi chua mà. Thank you so much. Big support all the time. Thank you. Việt Nam ngày hôm nay kiểu dễ thương. Bây giờ mọi người sẽ đi khảo sát qua nhà thi đấu của họ. Rồi cảm ơn bốn A Hồ rất nhiều nha. Ok. Thank you guys. Bye. 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 Bye.